xem là cái đường thẳng của cái bên bên trong nó có độ chênh lệch không, cắt bát đi. Ta sẽ xem rằng là cái diện nó đã ăn hết vào nhau chưa? Không, cái độ nó đã ăn hòa đều vào nhau thì chưa? Đồng ý là cái đấy đầu tiên, nhưng mà coi hai nữa là cái độ mà độ thẳng của mỗi hàng của anh ấy. Cắt bát này, cắt thẳng thì không cắt bát. Đây là quay phô đó. Quan điểm của bên em là hãy thử tất cả những gì họ phải nghĩ ra để thử điều này. Hàng đối đầu như đốt như hàng như rất nhiều cái cách để các bạn có thể thử. Nó bị ọp không? Có bị ọp không? Sao đây? Không biết đâu để chơi được cái chữ mối luôn. Thực ra thì cái vấn đề là do khách hàng đó.